nhìn nhìn trên TV nhìn lại đấy mà nhìn đến đây không ngắn rồi nhỉ. Thành phố Sa Đéc sẽ phải thành phố Cần Thơ 38 cây.
cái cầu vùng cao nhỉ? Cái là mấy tàu mới vào được chứ. Tàu nó vào cảng được chưa ấy? À. Cái tàu cảng lớn mới vào được. Đây cái tàu của Tây Chủ tịch Câu lạc bộ Tây Nam Hấp Bơi. Tây ấy, đã trắng nước trong ấy. Mà thấy nước đục con ấy nhỉ? Sông nước đục đâu ấy. Sông nước đục đâu ấy.
tây sông nước. Còn bên tâm đây cho tầm 1 tỷ, trong tầm 1 tỷ và 5 tầm triệu. Sắp giao nhau rồi kìa.
sao làm cao nhỉ? À, tàu tiên nó chạy. Tàu vào cảng. Cầu Phú Mỹ đẹp hết nhỉ? Sang cầu này là đất đồng nai rồi.